Okay, students, I'm gonna talk about my birthday. Đã bỏ đi. Yay! Okay, so birthday, what do we do on birthday? What do you do on your birthday? Can you speak louder? Sleep? Sleep trong 3 ngày. Sleep? Did you say you sleep? Eat? Tell me, what do you do? 1, 2, 3, 4, 5. Năm gương mặt nổi tiếng nhất của cô. Để kêu tên nè. Không ai nói mà để kêu tên. Đây kiếm giấy tờ. Nhiều giấy quá, không biết giấy này. What did you say? Yeah. Nói gì nói cho cô nghe chứ, nói gì năm đứa nói chuyện với nhau rồi ai nghe? Ừ, ngồi đây có nghe đâu. Ok, ngoài đẹp. Three things on your birthday. Three things. What did you do? Cảm ơn lời chúc của bạn bè. Oh, ok. English. Sure. Okay. Lời chúc là gì cô? 30. Lời chúc hả? Congrats. Let me see. Thanks my friend for their congratulations. Dài quá ha. Con nói đúng không? Cảm ơn bạn bè chúc mừng con đúng không? Yeah. Ok, number two. Thôi Hoài đẹp nghĩ đi. Con đã nói, con đã suy nghĩ rất là tốt. Bây giờ qua tiếp theo. Hang. Number two. Nhận quà của bạn bè và cảm ơn. Quà là gì ta? Yeah, very good. Ủa cô đoán đại mà Xuyến có mặt hả? Không thấy đâu hết. Xuyến à, chì đầu vô. Đừng chỗ cô. Where? What? When? Who? Where, what, when, who, how? Ở đâu? Là cái gì? Lúc nào? Là thế nào? Cấp 2. Còn hồi giờ hỏi cụ thể nè. Cụ thể luôn. Sinh nhật vừa rồi, con được tặng cái gì mà con thích nhất? Nói cô nghe. What was your favorite gift? Đừng nói ngủ nha. Cấm nói từ ngủ ở đây nha. Gấu bông.
Oh, oh, teddy bear. Thank you. Phía sau, hàng phía sau. Oh wait, chính giữa tên gì? Cô quên rồi, cô không biết. Anh Thư. Anh Thư. Thư ơi, Thư bảo cô này. Sinh nhật vừa rồi con thích cái gì nhất? Rồi trả lời cô đi. My favorite gift was tan 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 tan. Từ từ là cái gì? Cuốn tập và cây viết. Khoan, cô đang rất là muốn nghe mà lâu lâu nó chọi cho cô một chữ, cái nói gì nhanh cái không nghe gì á. Anh mới đọc gì mà nghe đọc. Quiet, let me hear. You speak slowly. Nói chậm lại. Hôm nay đọc cho cô như vậy làm sao mà cô biết được? Thử. A coat. Coat. Right? You mean? Correct? Yes. Ngồi 5 phút. Chờ nó. 6 đứa nói chuyện với nhau, không nói chuyện với cô. Có một chữ thôi. Dễ giận không? Rồi hàng phía sau nói cho cô nghe đi. What was your favorite gift? Left to right. A. Giờ đến ngày sinh nhật. Last year. Last birthday. Dễ giận. Last birthday. Quên rồi hả? Sophie trả lời cho cô là một đôi tóc. Đó quá. Yeah. Yes. Một cái tóc. Ooh, I like được. Nghe thấy. Ồ, cái đó là buộc tóc. Khoan, kẹp tóc gì ta?
Happen. Yeah, happen. Okay, that's good. Thank you. Okay, next. Next. Yes, no. My favorite gift was a Caesar. A Caesar? Yes. Wait. Cái kéo hả con? Là áo thun. A t-shirt. Oh, a t-shirt. Yes. Ooh. Is there a picture on it? What color? White. Yes, I love white t-shirt. So, hold it. Hey. A white t-shirt. Okay, next. Yeah. Wait. Yeah. What was your favorite gift? My favorite gift was a coat. You had a coat too? Same? The same as her? Also, you got the same as her? A coat? Yes? Yes. Yeah, thank you. Thank you for sharing. My favorite, my birthday was on August 26th. And my favorite gift was two pairs of earrings. I got two pair of earrings. I love earrings. What is it? Ears. My ears. Earrings. Oh, yes. Yeah. I got a lot of gifts. I got money. My mother-in-law gave me money. My daughter gave me a pen. I got money. A pen. What else did I get? I get a pen. I got a, what did I get? I forgot. An apron. My favorite, an apron. Cái tập về con. Cái tập về để nấu nướng đó. Cô đeo tập về, cô nấu nướng. Mặc dù nấu không nhiều, ăn không có được, nhưng mà vẫn nấu. But my favorite pair was earrings. I'll show you later. I don't know where they are for now. All right. So thank you. What do you do on your birthday? What was your favorite gift? Yep. Đó sẽ là bài khởi động của mình ngày hôm nay. Bây giờ mình vô lớp học nha. Oh, where's my... Huh. Okay, so... Oh, this is wrong one. That's why I'm like, where is my... Rồi, bắt đầu bài mới. Hôm nay mình sẽ học về thời tiết. Con có học về thời tiết bao giờ chưa?
Have you learned about weather before? Rồi, khỏi học. Tiếp. Quay, khoan để kiểm tra lại chứ. Học rồi, phải không? Không nghe. Có học rồi hả? Vậy từ trên ra phía sau, từ trái qua phải cứ theo thứ tự trả lời cho cô. Từng chữ này là gì? Xuyến, what is rainy? Rainy là gì con? Hey, khoái lên đi. Im để cô nghe. Không nghe gì hết. Xuyến à, do you know what rainy is? Yes or no? Trời mưa. Very good. Excellent. Yeah. Yay. Now Thư, what is warm? Warm. How about sunny? Hey, girls. Mấy đứa. Nóng là hot. Hot is nóng. Warm là ấm áp. Là vừa nó ấm ấm rồi con, không có nóng. Ha. Vậy là đây là nóng. Warm. Alright, mắm, ui kì vậy, ấm, yeah. Ok, tiếp theo. Number 4, 5, 6, 7, 8, 9. What are they? Học rồi, sunny. Sunny là gì? Đúng rồi, very good. Ai trả lời vậy? Tiếp theo. Foggy. What is foggy? Yeah. Hey, what is foggy? Do you know? Con có biết không? Sương mù. Đúng rồi, sương mù. Excellent. Excellent. Foggy, sương mù. Sương mù. Very good. Now, oopsie. Lạnh xả hết. Okay, next. Number 6. Oh, snowing. Đẹp, snowy. Very good. Snowy là tính từ ha. Nó không phải là tuyết. Ý là đúng là tuyết, nhưng mà nó phải là khi mà con nói oops. Khi mà con nói về thời tiết á, thì con đang nói là ý là con nói là nó đang có tuyết rơi. Nó đang có tuyết rơi. Ok, tiếp theo, cold. Yeah, cold. I'm cold.
khu đó. Can someone tell me about cold? Ok, mấy con đã bị mấy con đã bị rớt xuống nên cô ngồi cô tự trả lời luôn ha. Cô không biết nhiều gió là có đúng không ta? Trời đang nhiều gió là có đúng không ta? Hey, can you unmute? Con mở cái mic của con lên kìa. Để nó đang bị mute kìa. Can you turn on your microphone so I can hear you? Hey, turn on your microphone. I cannot hear you. Hello? Let's see. Can I unmute? Oh. Cô không nghe con nói, con phải mở mic lên. Ok, good. Trời ơi, nãy giờ. Thank you. Now listen, ok? Sunny. Sunny. Cloudy. Cloudy. Windy. Windy. Rainy. Rainy. Snowy. Snowy. Foggy. Foggy. Warm. Warm. Cool. Cool. Very good. Rồi giờ cả lớp đọc lại cho cô nghe để cô biết coi có phải sửa gì không nha. Rồi đọc cho cô số 1. Are you
Đọc đọc cho cô nghe mấy chữ này đi con, để cô biết là có chữ nào có đọc không. Ok. Rainy. 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 Khoan khoan. Đọc lại chữ đầu nhấn lên, chữ sau hạ xuống. Rainy. Very good. Yeah, that's better. Now, let me see. Share screen. I need to share this. Okay, rainy. Hot. Hot. Đọc cái chữ tờ vậy là đúng. Warm. Warm. Very good. Sunny. Sunny. Foggy. Foggy. Snowy. Snowy. Uh-huh. Cold. 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 Very good. Cloudy. Cloudy. Windy. Windy. Very good. Rồi, bây giờ listen and feel. Học sinh nghe đoạn audio và điền số tương ứng vào ô vuông. Okay, so let's listen. Để nghe coi. Number one, rainy. Number one, rainy. Okay, which one is rainy? Rainy. That's right. That's rainy. Okay, so next. Bây giờ cứ trả lời cho cô vậy là đúng ha. Từ trái qua phải 1 2 3 4 5 6 7 8 thì nói cho cô which picture, okay? Picture number 4 is rainy, correct. Tiếp tục. Number 1. Number 2. Warm. Number two, warm. Teacher. Very good. Number three, sunny. Number three, sunny. Picture one. Pages. Number three, sunny. Sorry. Number four, foggy. Number four, foggy. Number six, very good. Number five, snowy. Number five, snowy. Number six. Very good. It's the number five. Cool. Number six. Cool. Picture eight. Very good. Cool. Con nhớ hai chữ này nó khác nhau nha. Cô mới nhận ra được là khi mà con nói á, ghi lại cho cô nha. Cold. Cold là lạnh đúng không? Cold là lạnh. Nhưng mà khi cái bạn này, hang on để cô nghe là bạn này nói coi. Bạn này nói hình như không phải là cold. Number 7. Cloudy. Number 8. Hang on, let me see. Cool. Okay, bạn này nói là cool. Ha, cold là khi mà con nói con is cold, tức là rất là lạnh. Is cold là lạnh. Nhưng mà khi cool,
Cool. Đọc giống như là chữ U gì đó. Cool. Cool. Ha. Cool. N nó hơi nhỏ nhỏ chút. Đọc như là cool. Đọc như vậy đi. Cool. Là. Cool là gì ta? Ở tiếng Việt mình chờ cô chút. Cool. 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 Tiếng Việt là gì con? Cool. Cool nào? Cool. Cool là cool mà. mát mẻ. Mát mẻ. Cool là mát mẻ nha. Cool là mát mẻ. Là khác nhau nha. Bạn này nói cool tức là mát. Mát mát mát. Ok, mát mẻ. Rồi tiếp theo nha. Number 6. Cool. Number 6. Cool. Number 7. Cloudy. Very good. Number 2. Cloudy. U ám, nhiều mây, nhìn nó tối tăm. Number 7. Cloudy. Number 8. Windy. Number 8. Windy. Very good. Picture number 3 is windy. Windy. Okay. Giờ khi mà thường á người ta sẽ hỏi về thời tiết á thì người ta sẽ hỏi bằng những câu này ha. Ô, cô lặp lại câu này rồi. Ok. Is it raining outside? Ví dụ như con hay câu này rất là thường dùng, con hay rất là hỏi ha. Is it raining outside? Là gì con? Ngoài trời có đang mưa không? Ngoài trời có mưa không? Mưa thì sao? Should I take my umbrella? Con sẽ hỏi là ngoài trời có mưa không bố? Con có cần phải mang theo cái dù con không? Is it raining outside? Ok, đọc cho cô. Is it raining outside? Is it raining outside? Should I take my umbrella? Chữ should này là có nên không? Có cần không? Should thì con cứ đọc như là mình should vậy đó. Nhưng mà có chữ đờ nữa. Ha. Should I take my umbrella? Đọc lại nha. Should I take my umbrella? Should I take my umbrella? Very good. Rồi. Thường người ta hỏi về thời tiết thì ta có thể hỏi là how's the weather? How's hoặc là how is? Nhưng mà ít ai nói là how is the weather. Con hay nói vậy, thường người ta đọc rất là nhanh. Tại vì câu hỏi này rất là thường. Đọc nói nhiều lắm, nói rất là nhanh lắm ha. How's the weather? Đọc cho tôi. Very good. Thời tiết như thế nào? Hôm nay thời tiết như thế nào? How's the weather? Câu tiếp theo là chữ nào không biết đọc được không nha, cô ngắt ra nha. Can đọc theo cô. Temperature.
Actually đọc chữ có ba chữ thôi. Cô xin lỗi. Đọc nghe như là ba chữ thôi. Ha. Temperature. Đọc lại nè. Very good. Excellent. So, temperature. Okay. Con sẽ nghe người ta nói rất là nhiều. What's the temperature? Temperature. Temperature là nhiệt độ. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu? What is the temperature? Giờ nhiệt độ bên ngoài là nhiêu? Cho cô hỏi, mấy đứa trả lời cho cô là what's the temperature? Bây giờ ở chỗ con là nhiệt độ bên ngoài thì khoảng bao nhiêu? Con sẽ trả lời là ha, khi mà nói về thời tiết á, khi mà nói về thời tiết thì lúc nào cũng là is. Is là trời á, is. Đợi con nói cô, is. Ví dụ như bây giờ nhiệt độ ngoài trời là 35 độ C đúng không? It's 35 degree. What is it? Is it 35, about 35 how to say? About là khoảng chừng, không? It's about 30 degrees. It's about 30 degrees outside. Yes. Yes. Is it cool or hot? Yes. Cái gì yes? Yes. Is it cool or yet or is it cool or hot? Hot. Wow. Let me see something. Let me see. Để cô nói cho nghe hôm nay là thời tiết ha. Thời tiết. Nhưng mà ở chỗ cô thì nó dùng độ F. Cô phải chuyển qua độ C. Chả biết chuyển ở đâu. Tại vì bây giờ đây nó nói với cô là the temperature is 58 degree outside. Here, where I live, 58 degree. Let me show you. I'll show you something. Để cô cho con coi này nha. Where is it? Stop share. I'm going to share screen number one. See, this is where I live. Hayward, this is the city. Đây là thành phố của cô ở, ha. And you look, you see. Bây giờ hiện tại ở ngoài trời là 58. Nhưng mà 58.2 Celsius. Là 58 Fahrenheit, độ Fahrenheit là 14 độ C ở ngoài. So it's 14 degree outside. And then vào khoảng buổi trưa around 12, 12 giờ thì là 78 độ 25 degree. Mười hai giờ trưa là 78 độ. Xong rồi tới nóng nhất là mấy giờ? Nóng nhất là 3 giờ. It's the hottest time at 3 p.m. It's gonna be 82 degree 27 degree. That's where I live. Đó, thành ra con thấy á, trong một ngày thôi mà nó từ 14 độ lên tới 27 độ, rồi nó quay về buổi tối là như in the evening it's like 68. It's back to 68. 20.
So that's why đó là lý do tại sao người ta hay rất là quan tâm về thời tiết. Và mấy bữa nay ở chỗ cô ở nó còn bị cháy rừng nữa. Ở California bị cháy nữa. Thành ra không khí ngoài trời bị ô nhiễm. Thành ra người ta chính phủ khuyến khích người dân là ở trong nhà, không có ra đường. Don't go outside because of the fire. Yep. Thì ở trên đây top story là tin tức nóng nhất trong nhà. California wildfire. À, tin đầu tiên cô thấy là cháy hết 1.200 hectare trong vòng 6 giờ. Khói mù mịt. 16 giờ trước. Thành ra ở California cô đang bị cháy rừng quá trời luôn. Không có được ra ngoài. Tại vì khói bụi á. Nghe không? Thấy cô chia sẻ nhiều không? Phải nói cho cô nghe chứ. Ok, now back to what... Mày mấy đứa im quá, cô không biết gì hết. Ok. Bây giờ mình chỉ học 3 slide nữa thôi ha. Thấy buồn ngủ quá rồi. phải học cho hết nha. Ok. Share. Ok, now listen. Học sinh nghe đoạn audio kể chuyện. Ok. Let's hear. Giờ nghe nha. Nghe thử coi mình hiểu được nhiều không nha. Pages. Jupiter is meeting Lisa. Where's Chip? Nhớ có thấy hình không? Trước tiên là có thấy hình không? Yes. Yes, very good. So Jupiter is meeting Lisa. Okay, good tell. He's by the window. It's windy outside. Pluto is in the spaceship. À, giờ nó qua tới câu chuyện tiếp theo đây rồi nha. She's talking to her friends. One is in a rainy and foggy place. One is in a sunny and warm place. One is in a cloudy and windy place. One is in a snowy and cool place. He's not happy. He's cold. Point to the cat. Giờ câu chuyện thứ ba. Point to the cat. It's in the chair. What color is the cat? Oh. It's purple. Cô xin lỗi, nó vẫn là câu chuyện này ha. Để quay lại một chút nha. It's in the chair. What color is the cat? It's purple. Point to Donnie and Mojo. Donnie has a kite. Donnie, Mojo, and Pluto are going to the park. It's a windy day. Okay, bây giờ nghe được một lần rồi, bây giờ nghe lần thứ hai nha, để coi mình hiểu không ha. Let's see. Page 18. D. Listen and point. This is my friend Lee. Nope, sorry. Giờ mình quay lại câu chuyện. Jupiter is meeting Lisa. Jupiter is meeting Lisa. Okay, câu đó nghĩa là gì con? Để cô mở bự lên nha, tội nghiệp, xin lỗi. Ok, better. Pages. Jupiter is meeting Lisa. Pages 18 and 19. Oh, sorry. Mỗi lần mà cô... Mỗi lần mà cô mở cái slide lên á,
thì nó bự hơn, nhưng mà nó cứ nhảy vòng vòng thì nó con thích mở cái size lên. À, giờ mình thử lại ha. Con nghe từng câu rồi con nói cho cô câu đó nói gì ha. For the story. Jupiter is meeting Lisa. Ừ, nói gì? Jupiter is meeting Lisa. Đúng rồi. Where's Chip? Có ai trả lời không? Để mình làm lẹ mình đi về ngủ nè. Where's Chip? Who? Where's Chip? Là gì? Giờ mỗi lần cô hỏi Thư là cô phải chuẩn bị 5 phút không ta? Trả lời chưa? Trả lời chưa hay là phải gãi đầu? Đó. Không biết. Where is Chip là Chip đang ở đâu? Where? 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 Where is Chip? Where is Chip? Chip đang ở đâu con? Chip là cái gì đó? À, Chip là cái tên của cái bạn mà đẹp trai đang quỳ gối đó. Ừ. He's by the window. Thử lại coi. Thư, thử lại đi con. He is by the window là gì? Cô nói cho con nghe này nè, bí mật về cô. Càng không trả lời, cô càng gọi. Đó, ghê chưa, khổ lắm. Bây giờ có trả lời không? Nếu không là nguyên một lớp nay tôi gọi cô Thư không? Trả lời đi. Nhìn hình là biết rồi. He's by the window là gì con? Thằng Chip nè. Chip nè. Thư. Trời ơi. Trời giận cô rồi, thôi sợ quá. Thôi rồi, không bắt trả lời nữa. Đứa nào trả lời coi, đứa khác trả lời đi. Rồi. Ê, giận nhưng mà bữa sau không có trốn học nha. Quay lại, mình làm lại từ đầu. Hai đứa mình bắt đầu lại từ đầu. Ha. Ê, who's by the window là gì con? Đây, he's by the window. Sợ quá, sợ lớp này quá. Cô nghỉ học, không nói nữa. He's by the window. Không biết. Làm sao không biết? Cái hình trăng ngân đó mà không biết. Làm sao? À, nó đang kế bên cửa sổ. Bạn ấy, không, mình phải dịch cho nó trí tuệ là bạn ấy đang kế bên cửa sổ. He is by the window. Ha. Thì ra câu đó nó khó gì đó hả? Cô không biết luôn. Tiếp theo. It's windy outside. À, câu này dễ. Pluto is it? It's windy outside.
Nghe, it's windy outside là gì con? Windy, windy. It's windy outside là gì nghe? Ủa nghe nó trả lời cho cô chưa? Tại vì cô không nghe mấy đứa bị rớt mạng đó. It's windy outside. Là cái gì nghe? Ngoài trời nhiều gió. Đúng rồi. Very good. In the spaceship. Pluto is in the spaceship. À, qua câu chuyện thứ hai là Pluto đang ở trong cái đĩa bay hành ngoài hành tinh của nó. She's talking to her friends. Rồi, đẹp. She talking to her friends. Là gì? Anh ấy đang nói chuyện với bạn gái. Trời ơi, nó dịch lãng mạn dễ sợ luôn. Okay. She's is talking to her friends. She. Giờ cô mới biết cái con ngoài hành tinh này nó là con gái. She is talking to her friend. Okay. Cô ấy đang nói chuyện với những người bạn của cô ấy. Dịch thành anh ấy đang nói chuyện với bạn gái. Lãng mạn dễ sợ. One is in a rainy and foggy place. Ooh, what? One... Nghe không? Có nghe được không? Nhỏ. Nhỏ hả? Để con mở bự lên. Thấy chưa? Nãy giờ không nói làm gì có nghe được đâu. Bây giờ mở bự mở sao? Kẹt. Chờ cô chút nha. Nè. Pages 18 and... Windy place. What? Yes. One is in a cloudy and windy place. Okay. Rồi. Một đứa bạn, one là viết tắt cho ví dụ như, tại vì em Jupiter này đang nói chuyện với rất nhiều người bạn, đúng không? Rất nhiều người bạn, friends. Thành ra chữ one này để thay thế cho một người bạn. Tức là một đứa thì ở một nơi như thế nào? Cloudy and windy place. Đúng rồi. Ok, tiếp theo. Rồi mỗi lần bật cái này cái nó bật bật lại khó ghê. Snowy and cool place. She's talking to her friends. One is in a rainy and foggy place. One is in a rainy and foggy place. Bạn một bạn thì ở đâu con? Ở một nơi như thế nào? Very good. Cool place.
One is in a cloudy and windy place. One is in a snowy and cool place. Mm-hmm. Very good. One is in a snowy and cool place. He's not happy. À, ở một nơi có tuyết và mát mẻ, nhưng mà em này, how does he feel? He's not happy. He's cold. Point to the cat. Point là chỉ. Point to là chỉ vào. Point to the cat. Câu này em nói là point to the cat. Chỉ vào con mèo. Point to the cat. It's in the chair. Mm-hmm. He's cold. Point to the cat. It's in the chair. What color is the cat? It's purple. Có nghe được không? The cat is in purple. Very good. It's in the chair. What color is the cat? It's purple. Point to Donnie and Mojo. Point to Donnie and Mojo. Giờ mình qua, này là qua cái hình cuối cùng là hình số 3. Thì nói là chỉ vào Donnie and Mojo. Đấy. There. What color is the cat? It's purple. Point to Donnie and Mojo. Donnie has a kite. Được câu đó không? Donnie has a kite. Donnie có cái gì? Có ai đoán được không? Donnie has a kite. Đúng rồi, Donnie has a kite. Donnie has a kite. Donnie, Mojo, and Pluto are going to the park. Đi đâu con? Donnie, Mojo, and Pluto are going to the park. Là đi đâu vậy con? The park.
The park. Very good. Very good. The park, the convene. Donnie has a kite. Donnie, Mojo, and Pluto are going to the park. It's a windy day. It's a windy day. Windy. Đúng rồi. Ngày gió lồng lộn. À, hết rồi. Hết rồi. All done. Thank you. Very good. Để coi coi. Yeah, ở đây có tới 37. I mean, 20 slide. Mà học chỉ mới tới slide number 7. À, chỉ có 2 ngày phải học hết. Phải học hết 20 slide. Là hôm nay chỉ tiêu là 10 slide. Nhờ tất cả các con ngồi nói chuyện với nhau, không trả lời cô mà bây giờ cô chỉ có 7 thôi. Chịu nổi không? Bữa sau. Thấy không? Hôm nay là không hát được nha. Hôm nay mình chỉ nghỉ ở đây thôi, để về mình ngủ nha. Mệt quá rồi. Nhưng mà bữa sau nhớ trả lời cô nha. Yes, thank you. Thư, nhớ đừng bỏ học nha. Đừng giận. Có giận cô không? Trả lời. No. Ok, thank you. Nghĩa là tốt. Tại nhiều khi cô giỡn quá là nói là cô này vô duyên nữa. Rồi, ok. Good night, student. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Goodbye. Have a night, teacher. Thank you. Good night, teacher.